Chào các bạn thân mến, mình là cô cô đỗ bé bự. Kể từ ngày hôm nay, khẩu khẩu xin phép lại được chia sẻ với các bạn một tác phẩm văn học nổi tiếng khác nữa. À, lời đầu tiên, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với khẩu khẩu đỗ trong rất nhiều những tác phẩm văn học của Việt Nam, của Trung Quốc, của Mỹ và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đồng hành bằng một tác phẩm của trung quốc một tác phẩm đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người ở rất nhiều các quốc gia thế và câu à, khẩu sưu tầm tác phẩm này ở trên trang mạng nó ở đây có địa chỉ và nếu như mà các bạn thấy rằng là nghe câu khẩu đọc chậm quá tức là cái thời gian update lên trên đăng video ở trên mạng chậm quá hoặc là các bạn cảm thấy là cái giọng đọc này các bạn chẳng ưa tí nào cả, không phù hợp với sở thích của các bạn thì các bạn có thể tự lên cái trang này để các bạn xem bản điện tử ạ. Vâng, thế và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với tác phẩm Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân Trung Quốc. À, câu cầu rất là xin lỗi, đây là bản mà câu cầu sưu tầm ở trên trang web, cho nên trên mạng, cho nên cũng không biết dịch giả là ai Nếu như mà các bạn biết tên dịch giả thì xin phép các bạn chia sẻ cùng với câu cầu à, Tác phẩm có 100 chương và bây giờ chúng ta bắt đầu với chương thứ nhất Chương 1 Khí thiêng kết tụ sinh khỉ đá, tâm thành tu niệm đạo nhân gian cứ theo truyền thuyết Trung Hoa thì kẻ sinh trước loài người là ông bản cổ làm chúa thiên hạ, kế đó là vua thiên hoàng, địa hoàng và nhân hoàng, gọi là tam hoàng. Rồi đến vua Phục Hy, Thần Nông, Huỳnh, Nghiêu và Thuấn, gọi là ngũ đế. Thuở ấy Trung Quốc chia ra làm bốn châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cư Lư Châu. Đặc biệt là nơi ven biển tại lại có một nước tên là Ngạo Lai. Trong nước ấy có một hòn núi gọi là Hoa Quả Sơn, có nghĩa là ngọn núi có nhiều thứ hoa quả lạ, đứng sừng sững giữa trời, bao phủ đồi cây gò đất. Trong cảnh hùng tráng và âm u ấy, có một tảng đá rất lớn, bề cao bà 16 sáu thước năm tốc chu vi là hai mươi bốn thước trên mặt có chín lỗ thông thiên bốn bên có tám hang thông ra rừng rậm thật là một tảng đá dị thường cấu tạo từ thủa thiên khai lập địa mà loài người không có ai tự có thể tưởng tượng nổi với chiều cao vượt lên muôn vật trên mặt đất ấy tảng đá không bị chè quất hứng chịu sức nóng và lạnh của nhật nguyệt lần lần tụ tình nứt ra một viên trứng đá trong lâu năm trứng đá ấy tượng hình rồi gặp một trận gió lớn lở ra một con khỉ đá giống tạc như hình người có đủ tài này mắt này miệng này mũi và trần tài rất lành lẹ khỉ đá đi đứng khắp vùng cặp mắt nó trói lòa như hai cái đuôi xảo bắc đổ gặp lúc ngọc hoàng đang ngự nơi linh tiêu điện thấy hào quang từ địa giới trói lên lấy làm lạ xài thiên thần đến hỏi vì cái cớ gì mà lúc này nơi trần gian lại có hào quang trói sáng như vậy ờ, thiên thần không có ai biết cả ngọc Hoang liền xài thiên lý nhãn thuận phòng nhĩ ra cửa trời xem thử hai thần tuân lệnh đi trước dọ xét một lúc trở về báo giả tù thiên hoàng hào quang đó là đôi mắt của một con khỉ đá Ngọc Hoàng ngạc nhiên nói Cõi trần gian sao lại có loài khỉ phi thường Hai thần tâu Nơi đồng thắng thần châu có một hòn đá trên núi hòa quả Nó cảm khí âm dương Chứa hơi nhật nguyệt Nứt ra một cái trứng đá Trứng ấy nở ra một con khỉ Đôi mắt nó sáng quắc Mỗi khi hắn ngó lên trời Là hào quàng trói lọi Ngọc Hoàng hỏi thế thì phải làm cách nào để tiêu diệt cái luồng nhãn khí đó hai thần tâu giả dạ, chẳng hề chi hiện nay nó đang sống bằng hoa quả hạ thần tưởng chắc một thời gian đổi mắt nó sẽ mờ đi ngọc hoàng an lòng bỏ qua chuyện đó Thời gian qua trong cảnh núi rừng hoang vắng, khỉ đá đói ăn trái cây, khát uống nước suối, ngày ngày dạo khắp núi non, tối tìm hang động ẩn thân, làm bạn với các loài hưu nai khỉ vượn khác. Cái thời gian ấy cũng chẳng ai biết là bao lâu, người ta chỉ thấy khỉ đá lúc ẩn, lục hiện, từ nơi này đến nơi khác, lục ở thanh vắng, Lục đến lại gần những vùng lân cận làng mạc xa xôi để bắt trước lối sinh hoạt và tiếng nói của loài người. Cũng trong thời gian đó, khỉ đá gần gũi với bầy khỉ bạn, tập tính nhau lối ăn nói, sử sự trông có vẻ giống người lắm. Một ngày kia, gặp lúc khí trời nóng bức, khỉ đá dẫn cả đoàn ra hóng mát nơi bóng cộ tùng, gió rừng ào ạc trộn lẫn với tiếng róc rách của dòng suối chảy xa xa khi đá bảo bầy khỉ nhỏ chúng ta hãy tìm suối nước tắm cho mát đi bầy khỉ nhỏ tán thành tung tăng nhảy nhót về phía khe sâu đó là một cái khe lớn nước trong văn vắt uốn theo dặm núi bầy khỉ nhỏ nhìn theo làn nước nhằn mặt bảo nhau chưa biết là khe sâu cạn sao dám xuống tắm khỉ đá nói Đứa nào dám xuống trước ấy Thì ta sẽ tôn lòng vua Cả bầy khỉ đều lóc đầu kinh sợ Khỉ đá nói Để ta xuống đó cho mà xem Dứt lời Cò chân nhảy ùm um xuống nước Nhưng mà lạ làm sao Vừa lặn khỏi làn nước Khỉ đá mở mắt ra Trông thấy dưới đó là một khoảng không gian trống rỗng Gần đó có một chiếc cầu ẩn khuất trong kẹt đá. Bên cầu cũng có cây, cũng có trái xanh tươi. Dưới cầu cũng có nước trong veo chảy nghè dốc rách. Cảnh lạ đó gợi vào tính tò mò. Khỉ đá uốn mình, nhảy vọt lên cầu, chạy ngược vào trong. Càng vào sâu, phòng cảnh càng thêm ù nhã. Bên trong, sửng sững một tòa nhà rộng lớn, trước cửa cổ một tấm biệt, khắc mấy dòng chữ hoa quả sơn phước địa thủy liêm động động thiên nghĩa là núi hoa quả đất phước động thủy liêm hàng trời vừa bỡ ngỡ vừa mừng thầm khỉ đá trở lại cầu tung mình nhảy lên mặt nước mặt mày hân hoan nhìn lũ khỉ nhỏ khịt mấy cái <laughs> lũ khỉ nhỏ thấy khỉ đá ló đầu lên đã vội xuống đến quấn quyết hỏi suối nước sâu cạn có gì lạ chứ <laughs> khỉ đá nói <laughs> không sâu không cạn không sâu không cạn vì dưới đó không phải nước mà là một cảnh phi thường lũ khỉ nhỏ ngạc nhiên nhào nhào hỏi cảnh thế nào mà là phi thường <laughs> khỉ đá vừa đưa tay giả giấu vừa giảng giải có một cây cầu rất đẹp bên cầu có một tòa nhà uy nghi lộng lẫy một con khỉ nhỏ hỏi trong ngôi nhà ấy có giếng gì cứ chiếm trắng Khỉ đá nói không có gì cả Chỉ có lò, chén, nồi, chảo, giường, ghế Tất cả đều bằng đá hết cái chuyện lạ bầy khỉ hớn hở nói Thế thì chúng ta đi đem nhỏ xuống đó làm chỗ dung thân tránh cơn mưa gió phũ phàng ở nơi rừng núi hoang lạnh Khỉ đá gật đầu, đúng vậy, trời đã dành riêng chỗ đó cho chúng ta, bỏ quà cũng uống lắm Bầy khỉ nhỏ nói, vậy thì anh nhảy xuống trước đi chúng tôi theo sau khỉ đá co chân nhảy ùm xuống lũ khỉ còn răm rắp nhảy theo chúng vừa nhảy xuống hang vội vã đi lên cầu chạy qua tòa nhà lớn rồi cùng nhau vào đua bừng nổi đứa bừng lấy chén đứa lên giường đứa xuống bếp lăn xăng phá phách một hồi rồi lại ngồi rung đùi nhịp vế khi ấy khỉ đá mới gọi cả lũ vào hỏi lúc còn ở trên núi Chúng ta có hứa với nhau Ai xuống nước trước sẽ tôn làm vua Bây giờ quên lời đó rồi sao Lũ khỉ nhớ trực lại vội vàng đến trước mặt khỉ đá quỳ xuống tôn làm đại vương. Khỉ đá mỉm cười truyền rằng, từ nay ta làm vua lấy hiệu là Mỹ Hầu Vương, phòng trò vượn và khỉ đột làm tá hữu thừa tước. Khỉ đá cùng ở với các khỉ con, sống trong cảnh thanh nhàn, sáng lên trời núi hoa quả, chiều về ngủ động thủy liêm, không còn chung trạ với các thú rừng nơi núi hoang lạnh, hưởng phước là gần 300 năm. Một hôm trời trong gió mát, lũ khỉ bày tiệc linh đình, vui trời hí hả, nhưng mà khỉ đá không vui, đôi mắt lờ mờ nhìn mây gió, rồi hai dòng lệ tuôn dòng. Lũ Khỉ Con ngạc nhiên hỏi: "Tiệc vui này có điều gì làm cho đại vương buồn chán?" Khỉ Đá gạt lệ nói: "Ta nay sung sướng nhưng còn lo nghĩ nhiều về mai hậu." Bọn Khỉ cười nói: "Thế này là chúng ta cũng diễm phúc lắm rồi, có nhà cao cửa rộng, có hoa quả bốn mùa, ấm no đầy đủ, còn đòi gì hơn?" Khỉ Đá nói: các ngươi thấy sao mừng vậy đâu nghĩ gì đến ngày mai tùy ta sống ẩn nơi náu na hàng động này không vướng phép vua không sợ loài thú dữ nhưng rồi chúng ta có thể sống mãi không già chăng chừng đó tử thân chờ trước cửa làm sao giữ lại được những ngày vui như vậy bầy khỉ nghe hỏi đứa nào cũng sợ chết ngồi khoanh tay rầu rĩ Giữa lúc ấy, một con vượn già ngồi phát dậy nói lớn. Đại vương biết trước lò xạ, quá là phi phạm vậy. Trên đời ai tránh khỏi chết, trừ ba bậc tiên, Phật, Thánh thần, có phép trường sinh bất tử kìa. Hầu vương nghe nói hỏi, ba bậc ấy ở đâu? Nhà ngươi có biết chăng? Vượn tàu bậc siêu phàm ấy thường ở nơi non tiên, động đá, hầu vương nhừ nhẹ cơn buồn khoan khoái nói với các khỉ nhỏ may này tà tử giã các ngươi thả bước phiêu lưu nơi trần trời góc biển tìm cho kỳ được thuốc trường sinh bất tử bầy khỉ rú lên khen hay lắm đại vương đi thành công chúng ta sẽ được sống mãi an hưởng nơi động này một khỉ đột nói chúng ta hãy cùng lên núi hoa quả tìm nhiều trái quý về thết tiệc tiễn hành đại vương lũ khỉ nhỏ gật đầu đầy hy vọng vị đại vương của chúng sẽ tìm ra thuốc trường sinh bất tử cứu cho cả loài tránh khỏi cái chết sáng hôm sau chúng rủ nhau lên núi hoa quả hái trái đem về nào là bàn đào nào là quả mận nào là hạ lê hoài sơn huỳnh tính đặt tiệc ê hề hầu vương ngồi trước dưới là quan chức Tiếp đến là khỉ con, vừa ăn vừa đảm luận suốt ngày, không qua câu chuyện trường sinh bất tử. Hôm sau, hầu vương dậy sớm, bảo lũ khỉ bẻ, nhiều bẻ, nhiều tre, kết thành bè, rồi từ dã, chống bè đi ra biển cả, mặc cho gió dập sóng rồi, đêm sương ngày nắng. Chợt mấy ngày bơ vơ, vơ trên mặt biển, Hầu vương nhìn chân trời bát ngát bao la, không biết đến nơi nào, đành nhắm mắt ngồi liều phó mặc cho trời đất. Gió ngàn vi vút thổi, khiến bè tre tấp vào bến Nam Thiện Bộ Châu. Nghe tiếng chim kêu lẫn với, lẫn với tiếng người văng vẳng. Hầu vương mở bừng mắt, xem thấy đất bằng, làng mạc lưa thưa, lòng mừng khấp khởi. Hầu vương bỏ bè bước lên bờ, Mấy ngư phổ vừa thấy, ngỡ là loài yêu quái, họ rung rung bỏ chạy. Một ông lão khiếp đảm, quính chân nằm chết tiếng ở trên bãi biển. Hầu vương chạy tới lột hết quần áo mặc vào, giá người đồng nội, lần mò đến tỉnh thành, học thêm tiếng thứ người xứ ấy. Rồi hầu vương lại tiếp tục cuộc hành trình ngày đêm, đêm nghĩ cố tìm cho được động tiên cửa vật. Nhưng thà nổi, đi mãi, chỉ gặp bọn đổ đanh, mưu lợi, không hề biết đạo là gì. Hầu vương lưu lạc 9 năm vất vả, vượt núi băng ngàn, mà vẫn chưa đem lại một kết quả nào. Lòng buồn chán ngán. Mấy tháng sau, đi đến Tây Dương biển cả, hầu vương nhìn ra khơi mây nước bào la, lòng nghĩ thầm. Ta đi khắp bốn phương trời xá gì mặt biển này nghĩ vậy hầu vương tìm cây kết bè chống ra ngoài khơi phó mặc cho gió mưa gào thét sóng vỗ bè trôi hầu vương ngày nào cũng chỉ thấy mây xanh và nước biếc thỉnh thoảng có một vài con cá dựa chạy sóng rượt trên mặt nước hầu vương tưởng là hà thần hiện lên có lúc trời chấp lạch hầu vương cũng ngỡ là thần tiên hiện đến Mấy ngày sau, bè trôi đến miền Tây Ngưu Hạ Châu. Hầu Vương lại bỏ bè đi lên bờ. Xảy thấy núi cao chót vót, cây cối sung xuê, hòa tươi xinh đẹp, liền dừng bước lẩm bẩm. Núi cao, mày già có thánh, thần, tiên, Phật. Hầu Vương quay lên núi, thân thoát chuyển từ cây này qua cây nọ, đù dây vượt suối, không bao lâu đã đến được đỉnh núi nhưng nhìn quanh quất cũng chỉ thấy toàn cây núi mênh mông gió rừng rào rạc không có bóng dáng thần tiên hầu vương ngồi ở trên tảng đá ngước mặt than thánh thần tiên phật nào hiểu được lòng ta lòng của kẻ chân thành đang ngày đêm mơ ước dứt lời hầu vương định xuống núi bỗng có tiếng hát từ xa vọng lại non xanh rừng rậm gió vàng reo lấm tấm lá khô bay mộng đời vừng mây bạc lòng đời chung rượu say nghêu ngào vui thú đêm ngày búa tiên cùi quế miễn đầy gánh thôi gặp tiên thò thẻ đôi lời nơi đâu cực lạc đâu người huỳnh đình nghe tiếng người hát hầu vương mừng quýnh lên làm nhảm thần tiên đây rồi mày lắm mày lắm liền chạy theo mèn theo tiếng hát đến nơi thấy lão tiểu đang hái củi hầu vương bước tới thì lễ và cung kính thưa đệ tử đến già mắt có điều chi thất lễ xin thần tiên lượng thứ Lão tiểu vội bỏ búa nói, Chào ơi, ông Lâm rồi, tôi vốn người nghèo khổ, làm nghề hái củi đuổi gạo nôi thân, có đâu được bậc phi thường ấy. Hầu vương ngờ ngác nói, ốt lạ thật, người không phải thần tiên, sao nói chuyện thần tiên lưu loát vậy? Tiểu phu cười hỏi, Tôi có nói chuyện thần tiên bao giờ? Hầu vương nói, tiếng ca vừa rồi tôi nghe ông hát đấy gặp tiên thò thẻ đôi lời đâu nơi cực lạc đâu nơi huỳnh đỉnh rõ ràng tiểu tiên ông là tiên vậy tiểu lão cười đáp <cười> ta không giấu gì ông bài ca ấy của tiên ông dạy tôi để hát cho khuây khỏa trong giờ mệt nhọc không ngờ lọt đến tai ông chắc tôi phải chịu lời khiển trách Hầu Vương hỏi tiếp, vậy thì tiên ở đâu? Xin tiểu lão chỉ hộ cho. Tiểu phu đáp, tiên ông hiện tại ở xóm tôi, cách đây không xa mấy. Có một dãy núi tên là Linh Đại Phương Thốn Sơn, trong có động tà Nguyệt Tam Tinh, tiên ông hiệu là Bồ Đề Sư Tổ. Ở đấy thu nhận rất nhiều đồ đệ, xong các đồ đệ bị đuổi cũng không ít hiện nay chỉ còn ước độ 340, ông muốn đến đó phải đi theo đường nhỏ phía nam chừng bảy tám dặm là tới hàng động hầu vương nhìn ông tiểu năn nỉ đường đến động đó ngoằn ngoèo dễ lộn mong ông thường đến dẫn tôi cùng về xóm tôi xin hậu tạ tiểu lão lắc đầu đáp giúp ông tôi không nệ công lao, ngặt vì tôi còn cha mẹ già, sớm chiều lo phụng dưỡng, phải ở lại hái củi đốn gạo để đổi gạo, không tiện làm vừa lòng ông. Nghe lão tiểu than, hầu vương cảm động, đành phải bái biệt ra đi. Núi rừng thăm thẳm, đá cao trồng chất, trông gai hiểm trở. Hầu vương vốn quen miền sơn dã, đi giết một hồi bảy tám dặm, quá thấy một cái động lớn, cửa đóng kín, không có bóng người thấp thoáng. Trước đó một bia đá lớn để mấy chữ Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tàm Tình Động. Hầu vườn hớn hở, nhảy nhót tung tăng, nhìn thấy vườn đào xung trái, liền phóc lên, hái mấy quả ăn đỡ lòng. Giày lát có tiếng động, một đồng tử bước ra hỏi, ai cả gan dám vào đây ăn vụng đào? Hầu vương vội vã nhảy xuống nói Tôi từ xa đến đây học đạo, à, không phải là kẻ trộm đào, xin tồn huynh hiểu cho. Đồng tử nghi ngờ hầu vương nói Anh thật lòng đến đây à, tìm sư học đạo sao? Hầu vương thưa, đường xa ngàn dặm, không ngại gian lao, ngày đêm lặn lội, tôi chỉ mong được làm đệ tử nơi này. Đồng tử nhìn tướng mạo của hầu vương mỉm cười nói Sư phụ vừa thức dậy, sửa soạn giảng kinh, dạy tôi giả giúp người tu niệm. Có lẽ anh đây là phải. Hầu vương mừng thầm reo lên. Tiền đồng quá là bậc tiên tri. Xin tồn huynh đừng ngần ngại. Chính là tôi vậy. Đồng tử gật đầu bảo. Ngươi cùng ta vào giả mắt sư phụ. Hầu vương tươi cười, nhí nhảnh theo đồng tử vào động, nhìn thấy quang cảnh uy nghiêm, nào cung châu, nào điện ngọc, nào phòng đọc sách, nào chỗ giảng kinh, đầu đó trang hoàng rực rỡ. Thẳng đến trước ngọc đài, thấy bồ đề sư tổ ngồi ở trên ghế cao, bên dưới đệ tử đứng hầu hơn hai bà chục. Hầu vương bước đến sụp lại lia lịa và thưa tiện nhân mộ đạo đến đây, xin giả mắt thầy. Tổ sư hỏi, người tên họ là chi từ đầu đến? hầu vương thưa dạ tôi ở đông thắng thần châu núi hoa quả động thủy liêm tổ sư nạt lớn cái kẻ ăn nói trớ trêu tu hành sao được máu đuổi nó đi hầu vương sợ sệt vừa lại vừa nói lòng thành thật đâu dám trớ trêu kính mong thầy thương xót tổ sư nói đường từ đông thắng đông thắng thần châu đến đây cách hai cửa biển và một cõi nam thiên hạ châu làm sao mà ngươi đi được Hầu vương thỏ thẻ thưa, dạ, tôi dùng tre kết bè, vượt qua hai cửa biển, chẻo non lặn lội hơn 9 năm trời mới đến được đây, xin thầy đoái tưởng. Tổ sư nói, hờ, ngươi đi lâu ngày là phải, vậy nhà ngươi tên là gì? Dạ, tôi không có danh tính ạ, à, nhưng ai giày tôi tôi không giận, ai đánh tôi tôi không hờn ạ. À. Tổ sư cầu mày nói, ta muốn biết danh tính nhà ngươi, người khai chi về tính nết. Hầu vương thưa, dạ thưa thầy, tôi không có cha mẹ. Tổ sư nói, ngươi sao lại không có cha mẹ? Không lẽ cây đá sinh ra ngươi sao? Hầu vương thưa, dạ đúng vậy. Nờ nguyên nơi núi hoa quả có một hòn đá lớn, kết tình nhật nguyệt lâu này, à, rồi có một đêm mưa vàng tiếng nổ. Đá ấy là nứt làm hai và sinh ngay ra tôi từ lúc đó ạ. Nghe nói tổ sư mừng thầm hỏi như vậy là thiên địa cấu tạo ra ngươi hả à? thôi ngươi hãy đi qua lại cho ta xem nào hầu vương đẹp dạ đứng phắt lên chạy đi chạy lại chạy qua vài lần rồi quỳ xuống nghe dậy tổ sư nói nhà ngươi bộ tịch hệt như con khỉ để ta xét theo diện mạo mà đặt tên cho hầu vương sụp lạnh tạ ơn tổ sư tổ sư nói ta muốn theo hình dung nhà ngươi đặt họ hồ nhưng vì chữ hồ bỏ khuyển bằng chữ, còn chữ cổ chữ nguyệt, cổ nguyệt có nghĩa là trăng giả, không tốt. Thôi, đặt là cho người chữ họ tôn đi. Chữ tôn bỏ khuyết là còn bằng chữ tử, chữ hệ là còn trẻ, còn lớn, còn khôn, tốt lắm. Hầu vương mừng rỡ cúi lạy và thưa, mong thầy luôn tiện mở lượng tử bi, đặt luôn cho tôi một cái tên để dễ gọi lúc sai khiến ạ. Tổ sư nói trong đạo có 12 chữ người ta thường dùng quảng, đại, trí, huệ, chân, như, tính, hải, đĩnh, ngộ, viên, giác. Trong 12 chữ đó tính dồn tới ngươi nhằm vào chữ ngộ. Vậy ta đặt cho ngươi là tôn ngộ không. Hầu vương khoái chí cười. ấy hey, <laughs> tốt, tốt, tốt lắm tốt lắm đi từ nay tôi mới biết được tên xin chịu gọi là ngộ không ạ à. hết chương thứ nhất